Con xin chào thầy Nguyễn Đức Trường. Con xin chào với thầy cô của Học viện Nhân Hòa Việt Nam. Con tên là Nguyễn Quân, năm nay con 7 tuổi. Con học lớp 2D trường Tiểu học Tản Hồng. Con thành viên của lớp đọc sách 365 của Học viện Nhân Hòa Việt Nam. Và từ nói con là Trung Thừa, Hiếu Thả và Đặc Linh. Mâm ngờ hơi của con. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, con xin gửi lời chúc đến mẹ Duyên và con. Con chúc mẹ khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay con xin phép là bài thơ Mẹ Chỉ Nhẹ Nhàng Thôi của thầy Nguyễn Đức Trường, chủ tịch Học viện Nhân Hòa Việt Nam. Con xin phép đọc: Nếu con là mầm cây, xưa mẹ chính là đất, vòng ôm của mẹ ấm như ánh nắng mặt trời, còn lời ru của mẹ tựa tín thở vào đêm, đến hai mẹ cất lên êm đềm là gió mát, như cơn mưa nhỏ hạt vứt nhẹ lá mầm non, là những lời mẹ khen và cái nhìn âu yếm chẳng khi nào lớn tiếng. Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi như những áo mơ trôi trên đầu cây mãi. Con cảm ơn người đã nghe con, mong người hãy ủng hộ cho con.